pas lagi party boy. Komra ah es bati bati es une. Mm. Ese komra cuándo es? Es compra cada quien tú. Cada quien tú. Vai. Rồi. Anh này nói này. Nếu mà cái đầu kia là hư cái ốc này này. Nhưng mà một ốc 500 thì mình sẽ mua. Ừ, ấy xin bảo tim em. Dạ anh tao vô con mà ra nhá. Nó tìm mục lên. Rồi để anh này làm luôn đi. Ê sai ngu. Cà va, vô enter ra nhá. Máy khủng khủng nhỉ. Lốp xe đây. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn. Ê, hey, Komo. Bon dia. Ê, ese Korean cha. Do my value on it. Do my value. Don't know eso. My value, don't this way, meu pai. Ae, pai. Un mao ra quante? 10.000. 10.000, ne? Vou ter a tudo cabine eso. Lá mesmo, tudo. Esse vai chegar lá, né? Du, chegar Rio. Sim. Depois vai passar ali, tudo mesmo. Deixa só feijão, mas aquele que? Sambala, deixa. Essa terra não. O quê? Não levamos a provar as enxadas. Essa enxada não. Thuê cái máy các bạn. Nhưng mà anh này bảo là cái có cái loại kia kìa. Thì mới cào được cái này này, cào cái cỏ này này. Ui, căng nhỉ. Đây là con của ông chủ của máy. Nhưng mà anh ấy bảo là cái này nó không cày được cái đoạn đất đây này. Đất này này. Linh đồ à. Quân ở đang ơi. Chưa đợi tí đã. Đợi quân ở để na, quân ở to để na. Đây này, đất thì toàn như thế này, thế này. Cái rùi xù. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Đồng. Cái rùi xù. Hả? Hả? Vai? Ê, đi ta video này, rùi lá. Hã? 12.000 vou bater isso? Ele falou que vai trabalhar, mas agora tem que se comprar parafuso. Aqui o parafuso, depois caiu o na enxada. Onde? Parafuso? Sắt nhỏ nhỏ mô. Con bà ra đi xù. Esse disco mesmo aqui. Esse, né? Não tá ali que partiu lá o parafuso. Ah, esse aqui. Yeah. Para a compra é isso? Ele falou que passa aqui, partiu o boi. Compra... Ah, esse bati isso, né? Esse compra quando é? Esse compra cada quinto. Cada quinto? Vai. Vai. Anh này nói này. Nếu mà cày đầu kia là hư cái ốc này này. Nhưng mà một ốc 500 thì mình sẽ mua. Ừ, ấy xin bà tim em.
Dạ anh tao vô con mà ra nhá. Nói tiếp mục lên. Rồi để anh này làm luôn đi. Ê sai 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 ngu. Mất cả vá, vô enter ra nhá. Máy khủng khủng nhá. Lốp xe đây. Quá đẳng cấp luôn. Thôi để xem sấy như nào nào. Kè rủ về. Bây giờ để xem anh này làm như nào nào. Con nít thôi. Thằng này con nít này. Thằng này con nít thôi. Nhưng mà biết lái rồi. Bố cho đi lái rồi. Ê. Coi đít của cây hưu đâu. Đít của bà ti xài hưu. Em ra bà ri à. Cái gì ta bông. Como? Fome? De banhar fome? Você trabalha, você pergunta fome por quê? Esse lugar, uma hora, você já tem dinheiro? Xe nói chung là cũng khỏe các bạn ạ. Cày cái này này, mình cốt là cốt cày mấy cái này này để mà làm thôi. Chứ còn mấy cái đầu với gì là để phải để lại thôi. Để lại cho người dân. Tại vì mình cũng chưa dùng đến đấy các bạn. Đầu với là mấy cái khê với gì ấy vẫn đang dùng được mà. De qué le otro fala carga eso? De qué le otro matiro lu? Cái này như này cũng được cái này các bạn này. Ok đấy. Esse better não tem, né? Đấy, xe khỏe nhở. Mình cũng mong muốn là sau này có điều kiện để mua thêm một cái máy như này nhé các bạn. Cày bừa làm ruộng rất là thoải mái luôn. Chở đồ với gì luôn ấy. Làm cái thùng với gì, chở đồ gì luôn. Cái này là loại kiểu làm cho công nghiệp sản xuất lớn ấy. Nhưng mà cái này hầu hết là không biết là của cá nhân nào. Đầu tư cái này làm cho cày thuê như này cũng hay các bạn ạ. Hay nhở. Ba cái bánh lăn nó bưới hết luôn kìa. Đã, eu anda, eu conduzi. Thôi giờ bây giờ để cho tất cả cho hai anh này cày cái khu vực này nha các bạn. Và bây giờ để mình xuống dưới lên kia để mà làm xong cái việc hôm qua ấy, làm cái xưởng kho ấy. Thôi đi lên đây lên thôi. Phải xem anh à, xem cho Victory đứng lại xem. Chứ không là thuê theo tiếng mà các bạn, 1 tiếng 12.000. Cho là 12.000 là bao nhiêu tiền nhỉ? 6. Ui, cũng nhiều nhỉ. Cũng gần 400 một tiếng đấy. 400.000 một tiếng đấy các bạn. Mình đi 10 tiếng là 4 triệu thôi.
10 triệu thôi. Nhưng mà 10 tiếng xong cái từng này 4 triệu cũng được. Thuê người dân còn đắt hơn các bạn ạ. Thuê người dân mỗi người 1.000 mà tầm 40 người, 40.000 ngày. 40.000 một ngày mà bây giờ bao nhiêu ngày thì mới xong cái từng này. Nên là phải máy cũng được đấy. Phải tính sâu sâu vào. Tại bây giờ là trưa rồi, để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi ăn đã, ăn rồi tí là làm một cái đường nhé các bạn. Hiện tại là móng xây kho với gì là ok rồi, chứ còn đường mỗi cái đường là thôi, đường chảy ra ngoài kia, để tí ăn xong rồi mình sẽ quay cái đường cho các bạn xem nha. Mấy anh em cũng làm được một tí rồi, vài chục mét rồi. Em thấy lẻ loi. Ê, ta khi có bánh mì sữa với nước ngọt nha các bạn. Nước ngọt thì chắc khá là nhiều. Bánh mì ngon chưa? Ui giời. Bánh mì chấm sữa. Tắt đi.
Rồi, bây giờ tập hợp tất cả mọi người lại nhé. Bây giờ chị em con gái này, dọn cỏ này. Dạ, bắt đầu đi nhá. Để đi chưa? Bánh mì chấm sẽ là nước ngọt rất là ngon tuyệt vời đó. Quá tuyệt vời, ngon lắm. Mời các bạn ăn. Ok nha các bạn. Đấy, hiện tại là cho tất cả anh em là sẽ mở đường để sau xe tải hay xe gì vào rất là dễ. Đường này thì chắc là cuốc cỏ xong rồi là mai cho đào lại lần nữa, cho đào lại săn cho bằng ngay các bạn. Trước mắt là sẽ cuốc cỏ đó. Này anh em rất là đông, kinh. Đông gần 40 mấy người mà. Linh ơi! Vinh! Yeah,
10 đứa con gái chơi nữa nè. Ừ. Vậy là 32 đứa con trai. À được. 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 về 22. 22. Là 42. 42 42.000. Ờ. Ờ thì làm xong à? Dạ. Mở hết đường xong rồi tầm 17 giờ là thanh toán tiền hẳn thôi. Dạ. Nếu mà chưa xong thì hẹn hẳn ngày mai tiếp. Dạ, ok. Hẹn ngày mai đến tiếp nhá. Dạ, ok. Đấy thì cứ ngày trả 40.000 các bạn ạ. 40.000 bây giờ là cũng là 1 triệu đâu, 100 đô rồi. 2 triệu rồi. Một ngày 2 triệu đấy các bạn ạ. Ok thì bây giờ là để mình đi qua cái bản mà sắp tới mình hỗ trợ gạo ấy. Mình đang đi tìm thêm 3 bản nữa. Trong danh sách hôm kia mình đưa cho các bạn ấy. Đấy. Rất là nhiều, 2.000 hộ dân mà. Nên là hôm kia mới tìm được 400 mấy nhỉ? 342. 342 hộ là 3 bản. Hôm kia mới phát gạo ngày mùng 1 tháng 5 ấy các bạn. Đấy. Tí nữa thanh toán tiền nhá. Yeah, ok. Để đi cái. Đi tìm bàn. Yeah. Phải có người ở đây trông coi các bạn, không thì dân mấy anh là thanh niên này là dừng làm là chết đấy. Phải coi ấy. Okay, không phải phỉ tiền mất tiền đấy. Yeah. Coi.